Là trời đang thiếu kim cương đúng không? Khỏi phải lo chi vì đã có shop bftv.com. Cầm 20.000 đi chơi với bộ còn sợ bồ chửi bồ chê chứ cầm bộ shop mình quay tay là bao phê hơn bộ chứ hả? Với tỷ lệ nổ hũ kim cương cực cao cùng với nhiều phần quà đua top nạp thẻ và ưu đãi hấp dẫn lên đến 75.000 kim cương đó nha. Link shop mình luôn để trong phần mô tả cho quý vị. Ok, hiện tại đã là 3 giờ sáng rồi. Bây giờ mình sẽ thử mời thế giới xem có ai vô giao lưu với mình không nha. Ok. Hy vọng là kiếm được một bạn nào đó có mic để ngồi đây mà ngửa chung mình. Má gì lẹ vậy? Trời đồ xanh. Được, ông nào chơi hành động cái búa bao nha. Hi ha. Ồ. Ghê quá. Em bây giờ mình sẽ bật mic thử. Hello. Alo. Moshi Moshi, có ai có mic không? Dạ có em nè. Em nào? Đây tới ba em lận. Dạ em chị bé mất ạc. À trời ơi, tự nhiên gần sắp năm mới tự nhiên mất ạc gì xui dữ em. Dạ em không biết nữa. Trời ơi, gì khóc cái gì vậy trời ơi, mới mất ạc coi miếu ơi. Dạ quá. Trời ơi, mới mất ạc coi xíu miếu ơi. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, ạc tâm huyết của em luôn á. Gì sầu dữ em. Ờ, rồi còn hai ông kia có mít không? Ủa chị là baby thiệt luôn hả? Không, chị hàng giả em. Ôi trời. Ờ, chị hàng giả, chị hàng giả đó, không có gì đâu em. Ơi, hai ông này không mít hả? Ui dồi, thế tí nữa hai ông cũng ngon nhá. Ui trời. Ờ, rồi, tí cũng ngon luôn nhá. Tiêu. Trời, em xin các bạn được không? Trời mẹ ơi, cái ông nọ là tên gì mới vui. Tên biết ông chị. Chị Bi ơi. What? Ơi. Cho em xin là mời các bạn được không? Tiếc quá chị full này em ư. Dạ. Sao giờ này không chịu đi ngủ? Rồi còn ông kia cái tên này nha. Nè ha. Tớ rì bọt à. Anh cũng đâu. Cua thì xuống biển mò em chứ sao hỏi chị. Ôi bé được gặp idol luôn. Không nghe. Trời ơi chị phải idol nghe. Alo. Có tên đàng hoàng nghe. Kêu chị Bi nha. Kêu không có kêu idol nghe. Tên em đẹp không? Tên đẹp quá tự nhiên muốn đá ra khỏi nhóm kia. À đừng. Ơi ơi. Trời đất ơi, giờ sao bây giờ mọi người cho chị đi ngủ nữa? Đúng. Ai lại làm đúng? Thất tình. Trời ơi, có tình để thất luôn hả? Chết mẹ hỏi câu hơi su. Ừ, đồn. À, thế Manh giao thừa rồi, mọi người có dự định gì không? Có giao thừa với ai đó? Ở nhà chơi phai phai. Ủa, ở nhà chơi phai phai hả? Đâu ai cũng ở nhà cho phải phai đâu, giơ chân coi. Hai đứa chị với anh cua. Đây. Ờ, nó có gì mới có mít đâu thì tự nhiên mất mít tất tiêu rồi. Alo. Trời đất ơi. Anh cua đâu rồi? Ra trời ơi, tao đã bảo là muốn kiếm cua thì xuống biển mà mò mà kêu hoài khổ ghê. Rồi, thế bây giờ tí nữa mọi người ngủ ngon hen. Rồi, chúc mọi người có một cái Tết mới vui vẻ hen. Dạ, không chúc mọi người Tết vui vẻ nha. Ok, mọi người cũng vậy nha, tí nữa ngủ ngon luôn hen. Ngủ sớm không là teo hết mọi thứ đó, alo. Giờ không thích ngủ được chị. Không thích ngủ thì em thức đi em. Trợn mắt rồi tới giao thừa luôn em. Yên tâm đi. Là ngày năm mới là em thay luôn cặp mắt mới. Không biết thường em thay luôn cái cuộc đời em nữa. Ok. Một bạn. Hai bạn. Ba bạn. Wow. Biết ai mất chúng ta? Từ từ để bật mất tên cái đã. Hello. Mùi giá lộ. Alo. Alo, có bạn nào mít không? Có. Bạn nào vừa mít đây? Nè, mít tính. Nam với ai nữa?
BD nha. OBD. Ở đây không có ai BD cả. Ai đâu? Ai BD? Đâu? Ai BD? À đậu hả? Ờ tưởng BD chứ. Rồi. Thế bạn đâu có mít không? Ủa, làm mít chuyện luôn á. Ủa là giọng con trai hả? Ừ. Ủa con trai hả? Ủa đây là con trai hết hả? Trời đất cơ bà nội ơi. Bà để như Nhật nữ má tưởng luôn cái. Ủa rồi. Thế bây giờ mọi người sinh năm bao nhiêu đấy? 202. Ồ. Rồi thế còn ông đậu. Mình ba mấy á? Trời ơi, K1. Cũng đâu. Ba mấy á? Tám mấy hả? Ba mấy. Ba mấy là. Ủa là ba mươi mấy tuổi hả? What? Yeah, con chào chú. Yeah. Trời đất ơi. Trời ơi, chú đâu hiến? Ôi, nó cười bé chú. Ôi, bây giờ gần 3 giờ sáng, 4 giờ sáng rồi chú đi ngủ, chú chơi game làm gì chú? Bà vô cái chuyện gì như vậy nha. Chơi gì đam mê con à. Ừ. Wow, chơi gì đam mê. Ôi, thế giờ chắc cũng lén vợ chơi hả chú? Bà vô chú chuyện như vậy nha. Chắc bà, chắc bà. Chết cha rồi, á. Không biết là do tuổi mình còn nhỏ, mình lén tay sao, không nghe chú nói gì chân kỹ ta. Bà giờ chú, không biết chuyện như vậy nha. Đây, ghi cho. Ủa đâu sao chơi không được nè. Chết bà rồi. Lớn quá, không bắt kịp tầng sóng với ông, không có nghe ông nói gì luôn. Ông tàu cua đâu sao bữa nay chơi có mình nè. Ông tàu cua hả? À? Cua thì xuống biển mò chứ, tao hỏi đây sao biết. Mẹ lướt TikTok gặp hoài. Ghê vậy, lướt TikTok ở đâu? Cái gì? Mà nhô nhô nhít nhựa. Nhắm nha. Nhắm nha. Nhô. Bà con nhít. Ý là ý hiểu không? Ý là bà nhô nhô nhít nhựa nha. Chết bà, phải chỉ có người yêu đi, yêu dịch giùm. Nếu cái này cũng nghĩ cũng lẻ lắm, cái này mình cũng hiểu. Tức là... Ủa tôi... Bà nhô không biết. Nhưng nhắm nha nhìn. Thôi, con tạo trách nhận cho qua đi chứ bây giờ dối nùi không hiểu gì hết. Ờ. Ủa thế giờ mọi người chưa ngủ à? Không đi ngủ sớm đi, mai còn đón giao thừa nữa. Mai giao thừa là gì? Mai giao thừa rồi, ơ kìa. Ơ. Không biết luôn. Ôi. À. Đâu mới đi ấy về. Biết giờ thừa là cái gì hết. Ờ đi ấy là đi đâu chú? Ta tàu mà tới đó. Chú ơi, chú nói lại cái tông hồi nãy con còn bắt kịp, chú nói tông khác là con bắt không kịp đâu á. Ta tàu mà tới đó. Bất lực. Ôi. Rồi. Ôi như là tàu hiểu đi. Rồi. Dạ rồi, tí nữa mấy anh mấy chú ngủ ngon nghe. Dạ, giờ bây giờ là đi còn phải up rồi. Ok. Bye bye okay. Mọi người nha. Chúc mọi người ngày mai đón giao thừa vui vẻ nha.